Chào mừng tất cả các bạn đến với chương mục khóa học vui ngày hôm nay. Hôm nay xin được giới thiệu với các bạn một nguyên tố mà tôi mới được tìm ra được. Một nguyên tố rất quý hiếm, rất bền và khả năng bắt lửa cực mạnh. Nguyên tố này được tạo ra bởi những con người ở số 15, đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh. Xin giới thiệu với các bạn Plutonium. Vì sao plutonium lại là một nguyên tố quý hiếm? Bởi vì nó không tồn tại ở đâu khác ngoài Plutu, nơi có những con người mang trong mình dòng máu kinh tế suốt nhập khẩu cuồn cuộn. Đôi khi bạn máu đó còn hơi lâu. Chú ơi, chú coi giùm con cái này giá nhiêu vậy? Đây là gạo làng Thương, đóng bao của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dạ. Trong năm vừa qua, chúng ta xuất khẩu 6 triệu tấn gạo sang thị trường Anh với giá FOB cảng Sài Gòn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chịu sự cạnh tranh của Thái Lan và hơn nữa. Tin chắc rằng với những điều khoản có lợi cho cả hai bên như thế này, thì việc ký hợp đồng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Nói gì vậy? Lần đầu tiên anh tìm mình đáp ở ngoài Thương hả? Vừa em có trả lời câu hỏi của tôi không? Plutonium là một nguyên tố rất bền, khi nó còn cứng và bền hơn cả kim cương. Tại sao plutonium lại bền tới như vậy? Bởi vì môi trường điều kiện ngoại cảnh khắc nghiệt tại Plutu đã tôi luyện cho những con người của nó trở thành những con người vô cùng dẻo dai và bền bỉ. Rồi các em ra về. Đặc biệt hơn cả, plutonium còn là một nguyên tố có khả năng bắt lửa và cháy cực mạnh. Người ngoại thương rất là máu lừa. Người ông ngoại thương không phải là như thế. Trong ta ấp ôm bao giờ tuổi thanh xuân dưới mái trường này thắp cho ta ngọn lửa sớm nào hát lên hát cho bao ngày quên chi học hành và hát vang hát cho muôn người sống với tuổi dài và ngoài thương trường ta là nơi tìm thấy cho ta những gia đình để cháy cùng nhau. We keep fire. Bạn nắng lên, nắng đang ngập tràn trên những con đường. Dài bước chân thanh thang về một tương lai thắm tươi. Và tình yêu từ sâu tận trong trái tim ta cất thành lời. Nào cùng hát lên, ngoại thương ơi. Nào cùng hát.
hát lên. Từ trái tim xin một lời thôi yêu hoài thương.